Xin chào anh em ha, xin chào mọi người. Thì tiếp tục chào mừng mọi người, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của bên Kim Bảo Audio. Thì trước mắt anh em đây là một cái con micro Shure UGX23 lột xin lỗi UGX30 là mẫu mới nhất hiện tại của dòng Shure. Shure này thì là Shure loại 1 thôi nha. Thì tiếp tục là một cái video mà như mình đã hứa ở một cái video trước, là video này mình sẽ mở hộp và xem cho show cho anh em xem cái linh kiện bao mạch bên trong nó sẽ như thế nào của một con UGX30 này, và test sơ alo vài tiếng cho anh em nghe thử cái chất âm của con UGX30 này ha. Thì thường thường thì mình sẽ mở ra sẵn cho anh em xem, nhưng mà cái đó thì mình cảm thấy nó không có thực tế cho lắm. Thì hôm nay thì mình cùng anh em mở ra luôn. Anh em có, nếu như mà em thấy cái video này mà nó dài dòng hay là gì đó thì anh có thể tua qua khúc này giúp mình nha, để có thể xem được cái video có hình ảnh bên trong luôn của một cái con UGX30 này. Thì mình sẽ mở cho anh em xem nha. Đây thì nãy mình cắm điện mình test thì mình cho anh em thấy cái đèn sáng của nó thôi, rất là màu mè, màu sắc rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn để mình mở cho nó tiện nha. Đó, tắt nguồn nó có chữ off nè. Đó, anh em giữ vài giây nó mới tắt nha. Một số anh em mua về tại vì hỏi tại sao mà ấn vô nó không có tắt, thì ấn mở tắt thì anh em giữ vài giây giúp mình. Đây mình sẽ chuẩn bị và mở show ra cho anh em xem bên trong luôn. Con này thì bên mình hỗ trợ giao hàng cho anh em miễn phí toàn quốc luôn, nhận hàng thì được kiểm tra hàng. Kiểm tra thì anh em chỉ là xem bên ngoài thôi, xem tay cầm rồi thôi, chứ không có được mở ốc như vậy đâu. Tại vì khi mình bán hàng mình bảo hành cho anh em mà phải dán tem lại, chứ anh em đòi mở ra bên trong này thì sẽ mất tem bảo hành. Còn anh em mà muốn xem cái con này á thì cứ tới địa chỉ bên mình ở đường cây trăm Gò Vấp, mình có ghi trên màn hình á là số 276 sạc 7 ha, đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Tới nơi anh em mà muốn xem bên trong thực tế á thì hoàn toàn được, còn anh em ở tỉnh thì thông cảm giúp mình, vì khi gửi hàng đi thì bên mình sẽ dán lại tem bảo hành. Đây rồi, nó có một cái tem của hãng ở đây nữa nè nha, nhưng mà mình tháo ra luôn. Đây anh em xem, nó rất là nhiều linh kiện bên trong nha. Mình dẹp mấy con ốc đi cho nó gọn đó, để mình coi lại cái máy quay không biết anh em thấy không. Đó, rất là nhiều linh kiện bên trong nha. Rồi anh em hãy xem thì nó có lại hai cái tụ xua kìa. Đó, nó có lại hai cái tụ xua như thế này nha, rất là nhiều linh kiện. Nó có lại hai cái tụ xua và mấy cái hộp sóng này, dây nhợ tụ rồi này. Thì mình từng nói rất là nhiều, bên mình thì không quá rành về các linh kiện, cái con chip hay xử lý gì bên trong đâu, anh em mà xem và có thể tham khảo thôi. Anh em muốn xem bên trong thì mình mở ra cho anh em xem. Đó, trước con này thì 4 sóng 4 anten thì mình nói rất là nhiều rồi. Thì mục đích cái video này là mở ra cho anh em xem bên trong và test thử một tí chất âm cho anh em nghe nha. Đó, anh em có thể, anh em nào mà rành linh kiện bên trong á thì có thể để lại comment phía bên dưới cho mình xem và tham khảo nha. Mình sẽ để biết và tham khảo để sau này anh em nào mà muốn xem á thì mình có thể truyền đạt lại. Chứ bên mình mà không quá rành về cái linh kiện bo mạch bên trong này, mình từng nói rất là nhiều. Đó, ok nha. Thì để mình, anh em đợi mình một tí rồi mình cắm dây test thử cái chất âm cho anh em xem nha. Rồi, ok ha. Thì mình vừa cắm dây để có thể test cho anh em nghe được cái con chất âm của cái con này. Thì hiện tại mình đang kết nối một cái micro, cứ có đơn giản thôi, một cái micro Shure UGX30 này với là con vang Koda S900 Pro, với là một con đẩy và một cặp loa phía trước bạn này, bên kia một cái, bên này một cái. Bây giờ mình sẽ alo vài tiếng cho bạn nghe thử thôi nha. Thì con này tiếng rất là sáng, rất khỏe, 4 sóng thì anh em dùng cho mấy dàn nhạc sống âm thanh đều được. Và nó có chế độ tự ngắt cho mình luôn, anh em muốn tắt hoặc bật đều được. Đây. Alo. 1 2 6 7 9 alo. 1 1 2 alo. 6 7 được. Cái này thì anh em thấy cái nó hơi rít một tí tại vì mình để âm lượng lớn cho anh em nghe nó dễ hơn. Được. Đây là tiếng nó không có echo, tiếng mic bình thường thôi. Đây, tiếng mic bình thường.
Khi mà em muốn tăng echo lên thì phải tăng lên được thoải mái nha. Đây mình sẽ tăng thử cái echo của cái con vang Koda F900 này. Alo. 1 2 6 7. Alo. Alo. 1 2 6 7. Alo. Alo. Đó, đây là tiếng reverb echo. Alo. 5 4 6 7 9. Alo. Thì mục đích của cái video này là show cho anh em xem cái linh kiện bảo mật bên trong của cái con show UG30 này thôi. Con này nó có chế độ tự ngắt nữa, anh em có thể cầm lên để nó sẽ sáng lại nè. Khi anh em để xuống một tí thì em tắt màn hình, xong cái nó sáng lại. Khi mà nó sáng lại thì bắt, khi nó sáng lại như vậy thì nó sẽ có cái chế độ tự ngắt cho mình, tiết kiệm pin rất nhiều nha. Thì anh em xem và tham khảo con này. Nhìn cái màn hình mặt trước rất là đẹp, màu trắng. Nói thật ra đây nó rất là màu mè, xanh đỏ tím vàng đầy đủ. Rồi, thì một video ngắn để giới thiệu cho anh em xem thôi. Anh em cần cứ tham khảo, anh em cần một tham khảo thì mình có để số điện thoại trên màn hình 0979778678 hoặc 0989234241. Mình có để góc trái màn hình. Anh em nào mà cần tham khảo con này trực tiếp, test chức năng trực tiếp mà ở gần khu vực Gò Vấp, Hồ Chí Minh thì cứ ghé địa chỉ bên mình 276/7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh nha. Rồi, có lẽ mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Anh em nào mà xem tham khảo xin cho mình một đăng ký kênh ha, đăng ký để có thể nhận được những video mới nhất từ bên kia Bảo Audio. Thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và gặp lại anh em. Chào tạm biệt mọi người.